chở 30 người lao xuống vực, nhiều người bị thương. Chiếc xe khách của hãng Ngọc Gái đã lao thẳng xuống vực sâu hơn 20 mét khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khiến nhiều người bị thương. Sáng sớm mùng 4 tháng 2, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang xác minh điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến xe ô tô khách dừng nằm chở hơn 30 người bị lật vào khuya đêm mùng 3 tháng 2. Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút, xe khách hãng Ngọc Gái biển kiểm soát 47B00529 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi đến địa phận xã Đắk Rông, huyện Đắk Lây, chiếc xe trên bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống vực sâu khoảng 20 mét. Xe lộn nhiều vòng, biến dạng và hư hỏng nặng. Nhiều hành khách bị thương, hoảng loạn, một số người thoát ra ngoài dùng điện thoại gọi cứu hộ. Cảnh sát giao thông trạm Ngọc Hồi, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Kon Tum phối hợp cơ quan chức năng huyện Đắk Lây phá cửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Một lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Lây cho biết, khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 2, đơn vị tiếp nhận 10 người trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương. Trong đó, 4 ca nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Báo giao thông sẽ tiếp tục thông tin vụ tai nạn giao thông nói trên.